FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leicester City và câu lạc bộ Villarreal. Đây là trận đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới của hai đội và sẽ được diễn ra lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 5 tháng 8. Và ở trận đấu này, Leicester City sẽ là đội được đánh giá cửa trên, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra thì Leicester City sẽ chấp Villarreal với mức kèo chấp là 0.25. Mức kèo cũng có thể tăng 0.5 và cũng có thể hạ xuống còn là đồng banh. Và cái mức tài xỉu cho nó là 3 trái và cũng có thể hạ xuống còn 2.15 và cũng có thể hạ xuống được còn 2.5. Thì trước khi đi vào nhận định, các bạn cho mình xin một like video, một subscribe kênh nhé. Thì đây là lần đầu tiên Leicester đối đầu với Villarreal, cho nên là cũng không có thông tin nhiều để gửi tới các bạn. Năm trận thi đấu gần nhất của Leicester thì họ hòa 2 và thua 3. Năm trận thi đấu gần nhất của Villarreal thì họ hòa 3 và thua 2. Và ở trận này với mức kèo như thế này thì khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa Villarreal trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì Villarreal họ cũng không thua kém như Leicester đâu các bạn. Cái thứ hai nữa thì trận đấu này Villarreal được chấp, cho nên là nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Villarreal, chúng ta chỉ từ quầy kèo để thắng kèo mà thôi. Và cái thứ ba nữa thì chúng ta xét về phong độ thì hiện tại thì Villarreal đang có phong độ cũng khá là ngửa với Leicester. Hai đội đều đang mất phong độ và biết đâu trận đấu này Villarreal họ sẽ may mắn hơn và đá bại được Leicester luôn thì sao. Cho nên trận đấu này nào tin tưởng mình thì các bạn ưu tiên đi cửa Villarreal cộng 0.25. Mình nghĩ sẽ là sáng cho các bạn. Và mức tài xỉu cho nó là 3 trái, 2.75 và 2.5. Thì theo cái mức kèo tài xỉu như thế này thì cái khả năng rất là tài, rất là cao các bạn. Đồng nữa, chấp đồng nữa mà tài xỉu 3 ăn đủ, 2.75 ăn dưới 0.9 thì khả năng trận đấu này nó ra tài rất là sớm luôn nữa. Cho nên bạn nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đá cửa tài 3 nhẹ thôi. Thì các bạn đợi cho nó hạ xuống khoảng 2.75 thì bạn hãy vào. Và mức hiệp 1 hay mức kèo là đồng banh và tài xỉu là 1.25. Ở hiệp 1 thì các bạn có thể là ưu tiên đá cửa Villarreal và các bạn đợi cho tài hiệp 1 nó hạ xuống khoảng 1 trái đi các bạn hãy vào. Và gì đó hiệp 1 nó sẽ có khoảng 1 hoặc là 2 bàn thắng được ghi. Và tấm lại trận đấu thì các bạn chọn Villarreal và các bạn chọn tài ở hiệp 1 cũng vậy. Và cảm ơn FB88 đã đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.